Mình có tài liệu hết cho các bạn đây. Lớp của mình có những cái bạn mà nhóm trưởng của các nhóm nè, nhóm mà cái nhóm ví dụ như dược riêng rồi đi học cũng học chức năng gì đó đi, thì phải cử ra một bạn nhóm trưởng để mà lấy Zalo. Cái nhóm đó có Zalo của thầy để share cái bài nhé thầy, share những câu hỏi ôn tập với lại cái cuốn text á, cái cuốn gì, cuốn sách học á, để mình có cái tham khảo. Không phải là chúng ta thực hiện được thiếu máu hay là cái tổ chức y tế thế giới đánh giá mức độ thiếu máu khắc mẹ, nguyên nhân thiếu máu là gì, nguyên tắc điều trị. Thì lớp học của mình thì cái điều trị chỉ học tới nguyên tắc thôi, không có cần thiết phải chi tiết, tại vì mình cũng mới mà. Giờ định nghĩa này, giảm lượng hemoglobin, máu không cung cấp đủ oxy. Theo tổ chức y tế thế giới thì cái lượng hemoglobin nó giảm bao nhiêu đó là thiếu máu. Ví dụ như là của nam là dưới 13 gram, của nữ là dưới 12 gram và của người bệnh thì gọi là thiếu máu. Định cái này các bạn phải nhớ nha. Rồi, các bạn biết hemoglobin là gì không? Giờ đã dạ, đó là một cái mang hồng cầu nằm trong cái để mang hồng cầu. Một cái để mang hồng cầu. Các bạn nào ý kiến khác không? Giơ tay vô tay. Hemoglobin là gì? Vậy mình đọc thấy chữ HB, HB đó là viết tắt của chữ hemoglobin. Đã học sinh hóa chưa? Đã học sinh lý bệnh chưa? Những môn đó đều kia học hết. Các bạn đã từng nghe hemoglobin là gì không? Dạ cái này cũng được nghĩa vậy đó, nhưng mà nó nằm ở đâu? Làm sao mình biết được? Nằm ở đâu của bệnh nhân? Làm sao mình biết được? Tầm trong hồng cầu. Vậy nó có mang hồng cầu không? Nó mang gì? Nó mang gì? À, không phải. À, nó mang có nghĩa là nó chuyên chở cái gì? Có nghĩa là chuyên chở oxy. Còn nó chính là một cái hem với một cái globin gắn lại thành hemoglobin. Và nó nằm trong hồng cầu. Cho nên nãy bạn nói nó mang hồng cầu là sai nha. Yeah. Nó mang hồng cầu là sai. Nghĩ vậy mà nói sai đi. Mang oxy. Là nó nằm trong cái chức năng gì? Tuần hoàn và hô hấp của cơ thể mình ha. Rồi. Đơn vị này là gì em? Đơn vị đó là đơn vị. Cái gam trên gì? Đơn vị gì? Gam trên milit decimil. Cái này các bạn đã nói không? Nó đang chiếm giữa đi. Em đang chiếm. Em không biết. Bạn nào chưa biết cái đơn vị này giơ tay lên. Ủa sao mình không biết cái đó? Em cũng biết không? Chị cũng biết không? Và những cái còn lại là biết rồi. Chị nghĩ gam trên. Xin mời bạn áo đỏ này. Đang xem. Học như vậy cũng là một cách, nhưng mà như vậy sợ thì khi nó không có vô, nó không có mạnh kiến thức của mình em. Mở cái mở mở bạn liền đó thì là nó không có kiến thức của mình. Mở xong về nhớ ôn nha em. Mở ra xong học cái đó mình về nhớ ôn nha em. Thường thường cái động tác của mình mở bạn mình coi liền, quên liền. Coi để mình trả lời ngay lúc đó thôi, mình lần quên liền, thường thường như vậy. Cho nên cố gắng hay coi thì cũng được, tốt. Nhưng mà coi xong rồi phải thụ, tại vì nó thành kiến thức của mình thì mới được. Gam là gam thôi, gam thì nói giờ mình học rồi, chí luôn gam nha. Gam, đệ sinh đích là sao? Là trong cái thể tích đó. Thể tích đệ sinh đích có nghĩa là đơn vị đích, đơn vị thể tích đúng không? Đệ sinh đích.
Nó còn một cách viết khác đó là gram phần trăm, cũng giống tương tự như vậy. Và cái những con số này các bạn thấy ở đâu? Ở trên cái kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Thì bệnh nhân vô khám nội khoa tổng quát, người ta sẽ cho thử báo xong thì cái kết quả xét nghiệm nó sẽ show ra cái chỗ này. Và cái chỗ này đọc người ta là có thiếu máu hay không có thiếu máu. Dạ. Rồi nghe rõ là nhớ nha. Chỗ này có câu hỏi thi đó, mình ra mới bật tới bật luôn như vậy. Không bị thiếu máu cấp chứ thiếu máu mẹ thì người ta dựa vào cái thời gian ha, dưới 2 tuần thì thiếu máu cấp. Thì những cái triệu chứng như là da xanh niêm nhợ bình thường cũng nghe cái triệu chứng này. Những người thiếu máu thì da xanh niêm nhợ, mình bình thường thì hồng hào đúng không em, da xanh niêm nhợ thì thường thường mình nhìn ở đâu để mình thấy cái da xanh mình nhìn ở đâu? Ở mặt, chỗ nào người ta bộc lộ ra mình thấy cái mặt, cái tay, cái chân ra. Nhưng mà những người mà nó xanh xanh mét rồi đó thì mới thấy rõ. Còn với những người mới hơi hơi thôi thì mình nhìn ở chỗ nào? Dưới của mắt là cái niêm mạc, gọi là niêm nhợt, cái niêm nhợt đó, đó. Thì thường thường nó hồng nó đỏ ha, nhưng nếu nó nhợt có nghĩa là nó trắng trắng ra, nó trắng trắng ra thì gọi là nhợt. Móng tay đúng rồi, cái gì nữa? Da. Móng tay để nào nữa? Cái lòng bàn tay, lòng bàn tay bàn chân và cái vẻ bề mặt ngoài chỉ da những cái lỗ. Thế mở cái hồi thở hay bị chóng mặt, hoa mắt, ngớt. Và khi khám thực thể thì mình thấy gì? Mạch nhanh, huyết áp tụt. Và những triệu chứng nó nặng hơn thì ảnh hưởng đến thần kinh, ảnh hưởng đến thận. Rồi, nếu thiếu máu mạng thì sao? Có gì khác? Thời gian thì là kéo dài đến 2 tuần. Và những triệu chứng thực thể, ví dụ như là mặt chanh với áp tục thở nhanh, nó còn kèm theo những cái triệu chứng mạng tính khác, nó ảnh hưởng đến thần kinh lâu dài rồi thì nó sẽ có gì? Ngủ gà. Ngủ gà là sao? Ngủ gà là dễ ngủ, lúc nào cũng buồn ngủ hết trơn. Lúc nào cũng buồn ngủ hết. Rồi ngồi chút là ngủ, tại vì sẽ thiếu máu lên não đúng không? Cái nữa là gì? Giảm trí nhớ, kém tập trung cũng là do thiếu của mình cả. Những cơ quan khác cũng bị ảnh hưởng, ví dụ hệ tiêu hóa, hệ sinh dục, cơ xương. Thì sao lại ảnh hưởng tới tiêu hóa hả? Thiếu máu thôi. Bình thường là giống như là cái bao tử này nó hấp thu chất dinh dưỡng là nó vẫn bị thiếu. Bình thường thôi. Cái là chứng minh. À, những triệu chứng này là những triệu chứng của cái tiêu hóa nói chung ha, chán ăn buồn nôn tiêu chảy. Cái người thiếu máu là cái người giống như là bệnh toàn thân vậy đó, tại vì máu nó sẽ đem oxy tới từ cơ quan thành cơ quan, và hệ tiêu hóa cũng là một cái hệ cơ quan cần có cái lượng nó tới đem oxy tới nó mới hoạt động. Vậy nếu thiếu thì nó sẽ hoạt động dở đi vậy thôi. À, vậy nên các bạn phát hiện này đó là hệ tiêu hóa chỉ có là gì? Tiêu hóa thức ăn là mình thiếu một cái cơ bản về chuyện giải phẫu trước đúng không? Giải phẫu sinh lý như bệnh sinh hóa, để cái đó rồi thì mình mới hiểu được triệu chứng nội khoa. Mình phải có cái nền tảng những cái môn cơ sở đó rồi thì mình mới hiểu được cái triệu chứng ngoại khoa, nội khoa của cái bệnh học. À, như vậy một cái bao tử hay là cái thận, cái phổi nó muốn hoạt động nó đều phải có gì? Có cái nồng, có cái oxy, có năng lượng chứ ha. Rồi. Nhiệm vụ chức năng của mỗi cái nó khác nhau, nhiệm vụ của nó làm việc thì khác nhau, nhưng nó muốn hoạt động thì nó phải có máu tới. Vậy để thiếu máu thì làm cho cái chỗ đó nó bị thiếu cung cấp, thiếu năng lượng, thiếu oxy thì nó sẽ không hoạt động tốt. Thì đưa ra những triệu chứng lai này cho thấy là cái mạng tính thì ảnh hưởng rất nhiều cơ quan và lâu dài hơn, hiểu không? Những cái chữ ở trên bảng là những chữ thầy đã cắt lọc lại từ trong tài liệu rồi ha, thành ra là mình những chữ nó đều có ý nghĩa hết, cho nên mình cố gắng mình nhớ.
Rồi phân độ, độ nhẹ, độ trung bình với độ nặng. Mấy cái bản này hồi sinh viên mà đi 4 tới đi 6 là người ta mới thuộc lòng. Còn nếu mà mình đó thì mình sau này là người ta khi ra làm đó thì người ta sẽ thấy cái bản này ở trên chỗ làm của mình. Giờ mình gọi cái bản đó thì người ta sẽ giá đi cái bản này để nhớ cho nhau. Nhất là mấy cái phòng cấp cứu rồi đó. Những cái phần độ, những cái con số rất là nhiều không nhớ. Nhớ lúc đầu thôi chứ về sau càng ngày càng quên đi. Cho nên là người ta sẽ để sẵn ở trên bàn cho mình ha, nhưng mình cũng đọc qua để biết là tại sao tại dựa đây để ta có chuyện độ nhẹ trung bình nặng. Ta dựa với gì? Mạch huyết áp ha, cái này rất máu mất gì cái khác nữa. Không, đường huyết là đường khác nha. Em biết rồi mà em hỏi câu đó. Người bị tụt đường huyết có đồng nghĩa với thiếu máu không? Các bạn nghe câu hỏi chưa? Các bạn đã trả lời được không? Người bị tụt đường huyết theo bạn thì sao? Hai cái đường nó khác nhau, hai cái chuyện nó khác nhau. Bạn trả lời đúng. Đường huyết, đường tức là cái nồng độ của chất gì? Chất dinh dưỡng ở trong máu của mình, chất glucid, chất glucose trong máu thì nó có thể là cân bằng, hoặc nó tăng quá hoặc nó giảm quá. Đó là bệnh lý khác nè, hạ đường huyết, tăng đường huyết, tiểu đường rồi đó là bệnh lý khác. Ở đây đang nói về cái số lượng tổng cộng. Theo em thì có liên quan không? À, không, tức là mình đặt câu hỏi là mình phải có cái ý kiến của mình rồi. Em nghĩ là nó liên quan à, thì thầy hỏi cái câu trả lời của em như vậy đó. Em nghĩ nó liên quan, sai à, để hạ đường huyết thì nó là hạ đường huyết. Còn hạ thiếu máu là thiếu máu. Thiếu hồng cầu, thiếu thể tích máu. Khác nhau nha. Rồi những con số này thì có những cái là triệu chứng lâm sàng, có những cái là xét nghiệm ha. Thấy không? Ví dụ cái nào là xét nghiệm? Hồng cầu, đúng rồi. Gì nữa? Hematuria, đúng rồi. Ở đây có cái hematuria là cái gì vậy? Không phải cái nhân hồng cầu. Hồng cầu nó không có nhân. Thế này là cái dòng máu nên nó chảy thì trong đó nó có chất lỏng và chất tế bào thì tế bào đó trong đó đa số là hồng cầu, và khi người ta để một cái chai máu nó lắng xuống đó, thì cái phần đặc nó là ở dưới cái phần lỏng đó. Thì mà tôi biết có nghĩa là cái tỷ lệ phần đặc nó trên phần lỏng đó, tức là cái nồng độ, cái tỷ lệ của hồng cầu trên tổng thể tích huyết tương. Vậy đó thì đó HCT, đó viết tắt của chữ này hematocrit ha, hematocrit thì phải biết chứ, hematocrit ta viết tắt là như vậy, HCT như vậy là nó là biết HCT mà không biết hematocrit thì bạn học như vậy là chưa có tới nơi tới chỗ. Ít nhất phải biết tới đó luôn nha em, đặng em đọc cái xét nghiệm của người ta chứ. Thì ở đây là có cái kết quả này, nó trả lời là phần trăm, ví dụ như vậy dưới 20% là nặng lắm rồi. À, bình thường của mình là phải trên 40%, 30% là thiếu máu nhẹ ha. Những cái kết quả này, những cái xét nghiệm này nó nằm trong cái tờ xét nghiệm máu tổng quát mà người nào xét nghiệm máu cũng đều có ra cái con số này hết. Cái người mà nội khoa bình thường thôi, đa khoa thì người ta cũng đọc được cái kết quả này. Còn bên thiếu máu mẹ thì ta dựa vào hemoglobin. Chứ có chia thành độ mẹ không? Có luôn. Một
cái tế bào máu còn có những con số này nữa, không biết các bạn có nhìn có để ý thấy hay không? HB, HCT, cái dòng đầu tiên đấy em nhé. Thấy, HCT, em có biết đó. Cái số 2, MCB, MCH, MCHC, tất cả mấy cái đó là những cái thể hiện cái tình trạng tế bào máu hồng cầu của mình. À, thiếu máu là thiếu cái số lượng, nhưng mà cái chất lượng của tế bào như thế nào thì ta dựa vào những con số này. Chắc sâu hơn. Giờ mới biết được là mấy cái chữ viết tắt này. Cái độ phân bổ của hồng cầu, người ta có một cái bảng để mà cho mình thấy là cái độ phân bổ hồng cầu, ví dụ như kích thước đó, hình dạng đó, nó đồng nhất với nhau, đó là đều là những tế bào trưởng thành, như vậy cái người nó đang bình thường. Còn có tế bào non, tế bào già lẫn lộn, tế bào non nhiều hơn, hoặc là hình dạng nó có đa dạng, nó không phải là một cái hình cầu, không phải là một cái hình dĩa. Đó là những cái như hình cầu nhỏ, hình cầu lớn. Rồi, tức là nhiều cái dạng kích thước, nhiều dạng tế bào, nhiều hình ảnh, nhiều cái hình dạng. Thì cái mức độ phân bổ đó nó sẽ rộng ra. Như vậy cái mức độ phân bổ đó nó có con số trung bình. Nó ngoài con số trung bình là bệnh để ý, bệnh lý. Thường nó sẽ nằm trong những cái bệnh lý bẩm sinh hồng cầu á. Cái đó cũng hơi sâu một chút. Rồi các nguyên nhân người ta chia thành cơ chế nha. Chảy máu, cái này dễ nè. Sao chảy máu là gì? Vết thương chấn thương ha, vết thương chấn thương. Rồi giảm sản xuất, giảm sản xuất là sao? Đúng rồi, tủy, tế bào máu là từ gì? Từ tủy, tủy xương ha, tạo ra. Vì giảm sản xuất có nghĩa là có cái gì đó rối loạn từ cái việc tạo tế bào, tác phá hủy là gì? Tán huyết, tức là tế bào nó dễ bị bể quá, có thể nó gặp những cái dị vật trên đường đi của nó, có thể nó bị ngộ độc, có thể nó bị độc chất rồi này kia, nó sẵn ví dụ gì? Rắn cắn, rắn nào mà làm độc tán huyết thì là tế bào bể. Và phối hợp dịch tế chế, thường là trong một bệnh cảnh nó đều thường phối hợp dịch tế chế, vừa chảy máu, vừa tán huyết, vừa thiếu sản xuất luôn. Tế bào nào trong cơ thể mình cũng có cái tính đó hết, có nghĩa là nó có thể gì, nếu mà cái môi trường ưu trương, môi trường nhược trương nó nằm trong môi trường đó thì nó bị ảnh hưởng. Không, ý em nói là em đọc là nó có là trên cái màng hồng cầu nó có cái màng acid cyanic, mà nếu như cái màng đó mà bị bất hòa đó thì nó sẽ xảy ra trường hợp là nước nó sẽ kéo vào bên trong hồng cầu, nó chưa nó bị vỡ ra, đúng không? Thì đó là nằm trong bệnh lý gì? Em chỉ đọc là cái màng nó nằm trên cái màng của hồng cầu á. Thì thầy nói em là nói chung là tất cả những tế bào nó nằm trong một cái môi trường nào đó nó cũng đều bị ảnh hưởng đến cái môi trường đó. Nếu môi trường đẳng trương thì nó bình thường, môi trường ưu trương thì nó sẽ bị hút vào, môi trường nhược trương thì nó sẽ bị hút ra, có phải không? Thì khi mà hút vào hút ra thì cái màng đó nó không ổn định nữa thì nó sẽ bị bể. Nhiều cái cơ chế nó cùng với nhau nên một bệnh nhân có thể vừa giảm sản xuất vừa tăng phá hủy. Ví dụ mấy người bệnh thận, thận thì nó làm giảm sản xuất cái hồng cầu, thận nó thiếu những cái nội tiết tố để kích thích tủy xương tiết sản xuất hồng cầu, và cái nữa là nó tăng phá hủy là chỗ mà ống thận. Rồi, bên cái chảy máu thì có chảy máu cấp, chảy máu mạn là nào? Trên bảng có chiếu đó. Mình để ý thấy mấy cái cũng dễ hiểu hơn. Ví dụ một người bị trĩ nè, hoặc là bị móc, nó chảy máu nhiều khi mình không có thấy đâu, nhưng mà lâu dài nó sẽ bị chảy máu mạn. Những người bị viêm mạn, ha, những người bị những cái viêm nhiễm mạn tính nó cũng làm mất máu, rỉ rả. U sơ tử cung, ví dụ nó sẽ mất máu bị rạn.
Rồi, ở đây có cái sắt, Fe là sắt nha, biết không? Biết ha? Thì máu thường hay liên quan tới gì? Những nguyên liệu như là sắt, axit folic, vitamin B12 và protein. Cái này cũng các bạn sẽ thường gặp. Nói về máu thì đó là những nguyên liệu, mà thiếu máu thì phải bị thiếu cung cấp gì cái đó. Vậy ở trong cái đám mà thuốc bổ mà bác sĩ nội khoa hay cho về nhà, cho bệnh nhân uống, thì nó sẽ có những cái khác như vậy. Tế bào máu gốc từ tủy, à, tủy xương nó sản xuất, nó sẽ sản xuất từ cái mầm. Cái mầm đó là những tế bào máu gốc. Rồi, sau này các bạn còn câu hỏi không? Xong nha, chị bạn. Tại Hồng Cầu. Tái huyết cấp là trong cái trường hợp kiểu như rắn cắn nhưng lại em tái huyết liền, là do cái độc chất đó nó làm cho phá hủy hồng cầu, đúng không? Đặt phá hủy hồng cầu nó làm cho em tái huyết và cấp tính liền. Tái huyết mãn là thí dụ như em trong người mình có một cái dụng cụ giống như những người là người ta rang tim hoặc là người ta những cái ống thông mạch, thì cái dụng cụ đó nó sẽ làm cho khi mà cái dòng máu chạy qua dụng cụ đó để tại một số tế bào thì nó là tán huyết, và tán huyết cái mức độ nó ít thôi thì kéo dài thời gian thì gọi là tán huyết. Tán huyết cấp tán huyết mạng. À, cái này người ta liệt kê ra những cái cơ chế, ví dụ như là phá hủy hồng cầu có nghĩa là cái hồng cầu đang bình thường thì nó bị bể ra, nó bể ra thì có nguyên nhân tại hồng cầu, rồi cho cái màng là yếu nó tự bể, là nguyên nhân ngoài hồng cầu là những cái gì đó va chạm là sẽ có thể từ bên ngoài, đúng không? Thiếu máu đó là thiếu những cái chất bổ để mà tạo ra, ví dụ như là nó không tổng hợp vitamin, nó không tổng hợp protein nữa thì cái tế bào hồng cầu đâu có nguyên liệu đâu mà sản xuất ra. À, rồi cái nữa là gì? Nó có thể nó có những cái tổng hợp nội tiết tố bị thiếu từ gan, tại vì gan là gan chuyển hóa gì? Gan là gì? Cơ chế gan của mình làm việc là làm việc gì? Chuyển hóa chất đường đạm béo gì nó cũng nằm ở chỗ gan đó. Nếu mà cái gan nó bị suy, cái gan nó bị viêm thì nó sẽ không có cái chức năng tổng hợp những chất đó được tốt, cần thiết cho cơ thể hoạt động. Thì như vậy là viêm gan mạn nó có nhiều cơ chế, là cơ chế tán huyết cũng có, thiếu cũng có ha, và xuất huyết cũng có. Viêm gan mạn có thể đưa đến gì? Sơ. Sơ một phần ở trong đó thì sơ gan thì nó làm gì? Những cái mạch máu nhỏ nó bị sơ theo không? Và mạch máu nhỏ sơ thì nó sao? Nó nguy cơ nó bị bể. Thì nó bể thì nó là xuất huyết. Và cái viêm gan nó có nhiều những cái như vậy, nó tổng hợp hết. Suy thận mạng cũng tương tự ha, cũng là thiếu những cái ống von. Rồi tăng phá hủy ở trong đó là nó làm cho những cái ống, những chỗ ống thận nó bị đứt, bị đổ. Và nó làm cho những cái mạch máu nó bị sơ, nó bị cứng thì những cái mạch máu nó sẽ thiếu những cái chất đông máu đó, nhiều cơ chế là nhiều, nhiều. Tại vì các bạn không có học mấy cái môn bên sinh lý bệnh ha, thành ra nói một cái nó là giống như nhìn một ngôi nhà cái nhìn phía ngoài không cái nhìn thì nó hơi bị khó, đúng không? Thì nếu bạn sẽ thiếu những cái từ vựng chuyên môn, tại vì những cái bạn ví dụ sinh viên y 4 thì học mấy bài này đó, nói cái từ đó là nó biết nằm ở đâu và cái một cái từ đó là định nghĩa như thế nào, cái quá trình như thế nào, dễ hiểu không? Mình hơi bị khó như vậy, cho nên là rút ngắn bài đi lắm rồi đó em. Rồi theo kích thước và màu sắc hồng cầu thì có gì? Hồng cầu nhỏ, hồng cầu lớn nha. Đẳng sắc đẳng bào, các bạn cũng thường nghe những cái từ này. Đẳng sắc có nghĩa là cái màu sắc không có thay đổi, là đậm. Đẳng bào có nghĩa là kích thước tế bào cũng không có thay đổi. Vậy nó thay đổi thì người ta gọi là gì? Tu sắc, diệu sắc, ha.
xin cứu gọi là bữa hỏi mình học cái gì học chung rồi nguyên tắc điều trị thì điều trị cái triệu chứng thì nhớ quan trọng là gì, chừng nào có chỉ định truyền máu mới truyền máu, chứ không phải ai thiếu cũng làm được truyền máu. Ở đây nhắc lại để cho các bạn, cái đó không phải là cái hay, không phải là lạm dụng, mà đúng chỉ định mới làm. Tại sao vậy? Nguy cơ truyền máu rất là nhiều, nguy hiểm rất nhiều. Cho nên là người ta đúng chỉ định được truyền, vì nó cần thiết lắm để truyền, còn không có gì đâu. Chúng ta phải dựa vào cái độ hemoglobin, triệu chứng lâm sàng thử như thế nào, cái bệnh nền. Bệnh nền có khi những người ví dụ như lớn tuổi quá, 90 mấy tuổi rồi, bệnh ung thư rồi này kia. Rồi tức là chỉ chăm sóc giảm nhẹ thôi thì người ta sẽ hạn chế truyền máu đi lắm. Tại sao vậy? Tại nó không hiệu quả gì hết, truyền vào nó cũng ra. Và rồi truyền nguy cơ người ta rất là nặng, cho nên là người ta hạn chế. Bệnh nền là như vậy, có nhiều những cái bệnh đã quá giai đoạn đó, chỉ cứ nằm trong chăm sóc giảm nhẹ thôi đó, thì những cái bệnh đó nó người ta cân nhắc, chứ không phải người ta truyền đại trà và điều trị nguyên nhân. Sống phản vệ. Cái hình này cho thấy một cái lam mà tôi xét nghiệm người ta sẽ đọc, người ta coi cái tròn cầu như thế nào ha, mình nhìn qua cho biết. Em thấy cái tròn tròn hồng hồng đó là hồng cầu. Cảm ơn em. Cô có ở đây không? Cái màu xanh xanh là cái gì em? Cái hình tròn màu xanh hơi bự bự đó là cái gì vậy? Cô nhìn qua cái hình này lần nào chưa? Chưa từng luôn. Các bạn sao cái hình này trong giải phẫu bệnh, giải phẫu bệnh nghĩa là mô hồng á, thì trong cái DVD mình có nghe là những cái người bệnh ví dụ như là có khối u rồi này kia, thế phải cắt ra để mà đi làm giải phẫu bệnh đó. Thì cái môn đó là giải phẫu bệnh, nghe vậy bao giờ chưa? Chắc là nghe rồi phải không? Để chẩn đoán ung thư rồi đó. Thì như vậy trên giải phẫu bệnh người ta sẽ cắt cái phần một phần mô cơ thể của mình, người ta làm trên lam chạy dựng xong rồi đọc chỉ kết quả. Ví dụ như đây là máu thì máu người ta cũng dựng lam lấy một dòng máu để lên lam xong dựng rồi đọc. Thì ở đây sẽ thấy được cái hình dạng hồng cầu đến cái số lượng, cái màu xanh xanh là cái hồng cầu. Nãy giờ thầy nói màu xanh mà cái bảng của mình nó vàng khè, không có thấy cái màu xanh. Cái bảng của mình nó vàng khè. Cái bạch cầu là này em, nó có nhân nè. Bạch cầu là nhân, bạch cầu là cái này, cái có nhân đó. Cái nhân đó là cái nhân nó chia thùy như vậy. Đây là bạch cầu đa nhân, còn những cái còn lại là những cái hồng cầu. Hồng cầu nhiều nhiều cầu này, cái tím tím này là tiểu cầu. Tiểu cầu ở trong cái tế bào máu thì mình đọc như vậy, bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu. Thấy rõ không? Cái này thấy rõ hơn chút này, nhưng mà nó cũng không có ra cái màu sắc đúng không? Tiểu cầu nè, những cái nhỏ nhỏ mới là tiểu cầu. Đây là một cái vòng cầu, thì thấy rõ vòng cầu và đặt cầu. Đặt cầu là không này, nguyên cái này cầu lớn hơn vòng cầu đấy. Rồi một cái hình để mà chúng ta tóm tắt lại cái triệu chứng của bệnh thiếu máu ha, có ảnh hưởng đầy đủ các cơ quan hết. Thần kinh, hệ hô hấp, hệ cơ xương, hệ ruột, nội tiết, tiêu hóa, thận, tim, mạch máu, da, tất cả đều bị ảnh hưởng trong cái thiếu máu. Rồi xong bài thiếu máu, mình qua bài số 2 nha. Tăng huyết áp. Như mình thiếu cái hình hồi nãy, thiếu slide mà có cái hình đó.